Minh Khoa đã cho tự do xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây là thời sự ngày 25 tháng 6 năm 2024. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nâng thứ hạng của Việt Nam trong báo cáo buôn người 2024. Bộ Công an yêu cầu Đồng Nai, Phú Yên cung cấp hồ sơ liên quan công ty Công Minh. Bình Dương truy tố 11 cán bộ, nhân viên trung tâm đăng kiểm 6108D. Phụ huynh lên tiếng về khóa tu mùa hè. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 25 tháng 6 đã nâng thứ hạng của Việt Nam trong bộ báo cáo về nạn buôn người, ngay cả khi bộ này viện dẫn những lo ngại rằng quốc gia Đông Nam Á này đã không điều tra các quan chức chính phủ đồng lõa với tội phạm buôn người. Theo hãng tin Reuters, Washington đã loại Việt Nam khỏi danh sách theo dõi trong báo cáo năm 2024, trích dẫn những nỗ lực tổng thể đã gia tăng về nạn buôn người, bao gồm việc đệ trình luật chống buôn người lên cơ quan lập pháp để xem xét, tăng cường truy tố và hỗ trợ nhiều nạn nhân hơn. Tuy nhiên, báo cáo của Hoa Kỳ công bố hôm thứ Hai trích dẫn một loạt lĩnh vực mà Việt Nam chưa đạt được các tiêu chuẩn tối thiểu, bao gồm cả việc xử lý nạn nhân buôn người mà các quan chức chính phủ đồng lõa. Cindy Dyer, đại sứ lưu động của Hoa Kỳ về nạn buôn người, nói với các phóng viên rằng các quan chức đã xem xét nhiều thông tin, bao gồm cả từ những nhóm xã hội dân sự, trong quyết định nâng cấp thứ hạng cho Việt Nam. Bà Dyer nói, chúng tôi chắc chắn lưu ý rằng có những lĩnh vực cần cải thiện, cũng như ở mọi quốc gia. Thứ hạng của Việt Nam đang được theo dõi chặt chẽ sau khi nhóm nhân quyền Project 88 công bố một báo cáo dựa trên các tài liệu chính thức của Việt Nam mà họ thu được cho thấy nỗ lực làm suy yếu báo cáo của Hoa Kỳ, bao gồm cả việc che giấu thông tin về vụ việc ở Ả Rập Saudi. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh, Bộ Công an đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Phú Yên cung cấp hồ sơ, dữ liệu, tài liệu liên quan đến công ty này. Nội dung văn bản của Bộ Công an gửi Đồng Nai được tờ Pháp Luật trong ngày 25 tháng 6 nêu. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến các dự án gồm bản thống kê chi tiết danh mục vật tư theo hợp đồng thi công xây dựng để thực hiện các dự án trồng chăm sóc cây xanh trên địa bàn. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần cung cấp bản thống kê các đơn vị nhà thầu tham gia thực hiện dự án, bản thống kê tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu, bản dự toán chi tiết được phê duyệt, bản quyết toán, dự án hoàn thành của từng dự án. Đây là đề nghị lần thứ hai do Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an chuyển đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Đề nghị trước gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh này vào ngày 4 tháng 5. Trước đó, trong ngày 20 tháng 6, tờ Lao động cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cũng đã có công văn yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cung cấp các hồ sơ, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh tại tỉnh này. Riêng tại tỉnh Phú Yên, Cơ quan An ninh Điều tra thống kê có 30 dự án trồng, chăm sóc cây xanh tại các địa phương của tỉnh Phú Yên được triển khai từ năm 2019 đến năm 2022 phải cung cấp dữ liệu. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can là cán bộ, nhân viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6108D về tội nhận hối lộ. Trung tâm đăng kiểm 6108D, phường Tân Định, thành phố Bến Cát, do ông Nguyễn Văn Cư làm giám đốc, hoạt động từ năm 2020. Tuy nhiên, ông Cư không trực tiếp quản lý, mà ủy quyền cho phó giám đốc Lê Minh Quang phụ trách quản lý. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương được truyền thông nhà nước loan trong ngày 25 tháng 6 cho biết, cơ quan này đã chuyển hồ sơ và cáo trạng đến Tòa án Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố ông Quang và 10 cựu đăng kiểm viên của trung tâm này, gồm ông Nguyễn Mạnh Tường, phó giám đốc, Hồ Hoàng Hải, trưởng phòng nghiệp vụ cùng các nhân viên nghiệp vụ. Giám đốc trung tâm đăng kiểm 6108D là ông Nguyễn Văn Cư không bị xử lý hình sự trong vụ án này. Theo cáo trạng, ông Quang khi điều hành trung tâm đăng kiểm đã chỉ đạo các đăng kiểm viên, nhân viên nhận tiền của chủ xe để bỏ qua lỗi kỹ thuật trong quá trình đăng kiểm. Tổng số tiền nhận hối lộ của nhóm ông Quang được ghi nhận từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022 là hơn 103 triệu đồng. Một phụ huynh ở Việt Nam không muốn nêu tên bị do an toàn hôm 21 tháng 6 năm 2024 cho đã cho tự do biết ý kiến. Lẽ ra trong thời gian nghỉ học và mùa hè thì phụ huynh nên cho con em mình vui chơi giải trí bằng những hoạt động lành mạnh.
đặc biệt là các hoạt động liên quan đến kỹ năng sống như làm việc theo nhóm, bơi lội, leo núi, cắm trại, v.v. Song thay vì hướng các em vào các hoạt động lành mạnh nói trên, thì phụ huynh lại cho các em vào các khóa tu mùa hè. Nơi đây là cơ sở tôn giáo, nhưng khóa tu mùa hè lại thu tiền học viên như những cơ sở giáo dục, là không đúng bản chất của một nơi mà mọi người tìm đến để nghe thuyết giảng về giáo lý của nhà Phật. Đằng này họ chỉ tuyên truyền nhảm nhí về những điều mê tín dị đoan, thần thánh hóa và những điều không hề có trong một xã hội bùng nổ về thông tin, khoa học kỹ thuật phát triển. Một thượng tọa, trụ trì một ngôi chùa tại Việt Nam, không muốn nêu tên vì lý do an toàn, khi trao đổi với Đài Cho Tự Do hôm 21 tháng 6 năm 2024, liên quan thông tin chùa Ba Vàng thu phí để tổ chức các khóa tu mùa hè, nói: cái chuyện đó nếu không nên, cái đó là nếu mà phát nguyện như thế thì nên cái chỉnh trang về cái văn hóa của bản sắc tâm linh, nói chung là Phật giáo hay các đạo khác cũng vậy, thì tập trung các em lại về nhậu sợ cái tư tưởng truyền bá tư tưởng tốt đẹp đời, tốt đẹp đời, chứ không dính tiền bạc vô chỗ này chỗ nào, bởi vì dính tiền bạc là nó mệt, nó rất rối lắm, không người này không cần người kia, rồi thu tiền để làm gì, thu tiền tất là vướng cái thứ nhất á, là mình lợi dụng cái khóa tu mùa hè để thu tiền, để gom tiền. Yeah. Giống như mình nói đây thì có ảnh hưởng đến cái chùa Ba Vàng của mình không thì mát, nhưng mà ngày xưa mà đến cái chuyện mà bắt hồng cầu bám cầu vang mà lên đó được, rồi nói là giải nghiệp giải đồ đó, vang đồ tiền. Yeah. Đó đồ cái đầu cúng kế rồi lấy tiền của người ta là vậy, nó không được. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi tin tức của RFA tiếng Việt.